Trong khi đó liên quan đến vụ 3 trường hợp tai biến nặng tại Hà Nội, Bắc Giang, trong đó 2 trường hợp tử vong sau tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 12 tới 17 tuổi. Bộ Y tế cho biết, Hội đồng chuyên môn về biến cố sau tiêm chủng đã xác định nguyên nhân tử vong của hai trường hợp này liên quan đến phản ứng phản vệ độ 4, không liên quan đến vaccine và thực hành tiêm chủng. Theo báo cáo của các tỉnh thành phố, các phản ứng thông thường sau tiêm được ghi nhận tương tự như khuyến cáo của nhà sản xuất. Có 60 trường hợp tai biến nặng sau tiêm được báo cáo, tỷ lệ 3,4 trên 1 triệu vaccine liều sử dụng. Hầu hết là phản ứng phản vệ độ 2. Theo ghi nhận, có hơn 10.500 trường hợp chiếm 0,3% phản ứng thông thường sau tiêm, chủ yếu là phản ứng tại chỗ, đau tại chỗ tiêm. Bộ Y tế cho hay, chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ từ 12 tới 17 tuổi tại Việt Nam thực hiện theo lộ trình từ lứa tuổi có đến thấp ưu tiên tiêm trước nhóm 16-17 tuổi và hạ dần độ tuổi theo tiến độ cung ứng vaccine và tình hình dịch tại địa phương. Điểm nổi bật trong việc khám sàng lọc trước tiêm chủng cho trẻ em là huy động sự song hành của hệ thống bệnh viện và hệ thống dự phòng, đảm bảo mỗi trẻ được tiêm vaccine được quản lý, theo dõi trong điều kiện an toàn nhất. Bộ Y tế cho biết tính đến ngày 28 tháng 11, chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 tới 17 tuổi đã được triển khai trên 34 trong tổng số 63 tỉnh thành với 3,5 triệu mũi tiêm. Trong đó tiêm mũi 1 là 2,8 triệu liều, ước tính là 31%, mũi 2 là 684.000 liều, tỷ lệ tiêm mũi 2 ước tính là 7,5%. Dự kiến chiến dịch sẽ tiêm chủng cho khoảng 9 triệu trẻ trong độ tuổi này, với dự kiến số liều vaccine sử dụng khoảng 18 triệu liều.